Việc giảm quy mô tập trận giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn có thể là một phần của thỏa thuận hạt nhân. Chấm dứt các thao dượt quân sự chung giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn có thể là một điều kiện chính yếu trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên sắp tới. Cuộc thao dượt quân sự thường niên đã được hoãn lại vào đầu năm nay để giữ không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trong lúc diễn ra Olympic mùa đông ở miền Nam và được hạ giảm quy mô để góp phần vào các cuộc đàm phán sắp tới về chương trình hạt nhân của miền Bắc. Các cuộc thao diễn mang tên Four Eagles và Key Reserve cũng giống như các cuộc thao dượt trước đây, với hơn 23.000 binh sĩ Hoa Kỳ và 300.000 binh sĩ Nam Hàn tham gia. Tuy nhiên, cuộc diễn tập năm nay tập trung vào các bài tập phòng thủ thay vì là tấn công nhằm vào giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng như trong các bài tập trước đây. Máy bay ném bom hạt nhân và hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cũng không tham gia cuộc tập trận này và đồng cuộc diễn tập cũng được rút ngắn lại.